Chị Dung lấy là chị Dung ưu tiên cái mặt tiền cho em đẹp trước. Cũng không siêu dài. Trước đây hay đi lấy mẫu mới si ba nào kịch ở quần mấy Em đi chị một lần hết là ngoài Bắc. ở ngoài Bắc hả? Dạ đúng rồi, xong vô đây chị chỗ mẹ bạn em à, cũng gần đây nè. Đây tính ra ngoài Bắc cũng chịu chăm chút lắm nè, mà cái thời tiết ngoài đó là ok lắm mà sao mà vẫn bị mụn ta? Em có chị chỗ đó còn ăn chơi đi học, ăn chơi xong mai đi làm. Dùng này chắc ngứa lắm đúng không? Chị thấy có gãi nè.
Dạ có thì có hai bên đó nó bị ngứa nhiều. Ừ, quá trời luôn à. Bụng ẩn này à, da em rất là dễ làm luôn á. Xưa đi trị tốn tiền lắm không bé? Ở kìa. Mười mấy cái gì? Ở quê mày trị nhiều vậy hả? Ở quê là mất 9 triệu mấy, tầm 10 triệu, trong này mất mấy triệu nữa. Nhưng mà hồi xưa nặng gấp 10 lần vậy không? Hồi xưa em bị nặng, em bị bụng viêm, nói chung là có bụng viêm ở trên mặt em hết á. Cái mũi em mà nó sưng nhiều dồ không à. Mà trị hết là cũng mừng rồi. Tính ra ông bà ngoài đó cũng chịu đầu tư quá nè. Ở quê mà đi trị mụn 10 triệu là cũng nhiều đó. Ở quê chứ nhà em ngay, nhà em ngay trung tâm thành phố mà. Vậy ha. Thế tự nhiên lại hướng vô đây lập nghiệp em. Lại em phá rồi, quá. Khó nói rồi, ok. Má ơi, mấy này giờ tuổi em đâu làm được gì đâu. What? Nhà đông anh em không kìa? Nhà em 4 người. Em anh cả chứ? Em thứ hai. Thứ hai mà vẫn phá à? Trong nhà có mình em phá. Là nhà em có mình em là con trai hay sao? Hai trai hai gái à. Em là trai cả hả? Dạ đúng rồi. Vô đây bớt phá chưa? Dạ hết rồi. Hết phá à? Cái nhà ở trung tâm mà nó là ngoài Hải Phòng, nó đất không có thu kém gì trong đây đâu em. Không tiền không. Nó như thế nên nó cũng bình thường thì. Ngoài đó chắc chỉ so được với Hóc Môn quận 12 thôi. Hóc Môn quận 12 giá cũng cao mà. Chứ đâu có so được với thành phố đâu. Em vô đây Sài Gòn được mấy năm nè? Em cứ 2-3 năm cái em về ngoài, em vào 1-2 năm em lại vô. Ủa vậy là các cụ con ở ngoài đó hả? Bố mẹ em thì ở trong này. Còn các cô bà thì ở ngoài đấy. Em ở bố mẹ em ít lắm, toàn bà em nuôi. Giờ có người yêu rồi, giờ sao đi về về được? Đi mấy năm về mất người yêu ạ? À? Với lại giờ em cũng muốn về cũng đâu có về được đâu. Dịch đó hả? Hay sao? Ngoài đó dịch thì chưa có tiền về trả cho bà nữa. Mượn bà hả? Dạ. Trời ơi, em giả mang quá. Không có, ông có muốn mượn mà bà cứ kêu đem vô đi làm vốn làm anh mà thua. Mà dám tin tưởng giao cho một anh trai 17 tuổi. À, đưa cho em mấy năm rồi? Bà đưa tiền cho em mấy năm rồi? Gần 2 năm rồi chị. Giờ là 15 tuổi rồi bà đã đưa tiền cho rồi. Yeah. Bà cho mượn nhiều không? Cho em mượn cũng nhiều. Như tuổi của em là nhiều. Mấy trăm? 200-300 vậy đó. Nhiều đó, nhiều lắm á. Trời ơi, bà rất chi là bản lĩnh. Chị khen bà. Bà chắc con trẻ em nhỉ? Bà em cũng lớn tuổi, 60-70. Vậy hả? Trời, sao bà già quá vậy? Em cũng không biết nữa. Em đích tôn không kìa? Nhớ không, em con út. Em con út hả? Dạ. À, bà phải thương lắm luôn ấy. Chứ mà so một bà cũ ngoài quê. Như từ bé toàn em ở bà. Ừ. Đấy, bà phải thương lắm ấy. Mấy trăm triệu so với bà cụ là nhiều lắm, nhiều lắm á kìa. À, bà giờ ai nuôi? Em nuôi hay sao? Dạ. Ai nuôi bà? Trời ơi, bà em đâu có ai cần nuôi đâu.
Gì vậy? Bà gân vậy? Dạ. Còn bà có đi chơi tối ngày không? Bà nội với em hả? Dạ đúng rồi. Anh chàng có bà nội rất cưng.